nghe đồn rằng đấy có chi quỷ đến thường hay hót, đêm đêm hay hót hay bỏ đi vô khó tìm, vội vàng nửa đại si mơ uống lưng bạn đường đi tìm đi tìm đi tìm hơi hạt hay vẫn đây đã tổng tổng tài bóng gặp lại quyên quyên một chút tiên chung đó ác đêm lửa nề tất bật nơ chào em thì được, em á thì được, nhà anh ở tận xóm đâu có hang chuối thằng có câu mà sẽ đến bên trái đơn mà là bận chưa vội vàng, anh muốn hỏi thăm đằng kia đã đến hôm đồng hay chưa? Trái đắng mới buồn giữa thăm, là mới buồn giữa thăm lạ dấu xanh đang đợi con tâm kẹo tớ. À, mà này, sáng anh lại đặt tên là đơn. Chứ tên của tôi là bận chứ không phải là đơn làm mặt thật chuyện cân mà xuống trăng để phân xin em chờ ngày ngân táo anh chút tinh thần điều anh đang rất cần vân vân và vân 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 và vân 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 chứ đến đây với tương đi thuyền buông một cành bay đi khắp mơ trời đến đấy mình đủ một lời mắt đơ đó con tốt nơi thì ở mô bần ơi bần về bán đất mà đất ơi thì ra đây em chỉ trổ trời bần coi ở mô nhưng mà này rất dễ gặp đau hỡi bần ơi, sao dễ mới gặp đầu? Hỏi sao là sao bao nhiêu từ cả tháng là đó trở lại gần đây, chưa chân vì sức mẹ thấy. Đó là duyên phận đàn bà. Duyên phận đàn bà mân răng. Duyên phận đàn bà ơi người nàng ơi, cây số mấy đàn bà. Tham chi là chi cái sắc là tham chi nó là với ô cầm từ trước lên được xuống cả được chút dư người chàng thì nhỏ mà lời chàng thì lại hút vì như đối đùa mà phải trong vùng có thân lăn đấy. Này này em ơi định thấy bình nhỏ và sầu chứ con ông kia bằng mấy mà đút bầu bầu cùng thôn đấy nhá. Bình nghèo nhưng chẳng phải hèn, có thương thì nói chớ phân vân bần sâu. Bần ơi em đủ bần câu này nha. Nhận nghe đây. Một trăm thử sâu dâu chỉ không ai thấm. Khó quá à, một trăm thử
thứ dầu lạc, dầu xóa không ai thắp. Một trăm thứ bắp bắp chi không ai ra. Một trăm thứ bắp là lắp bắp lắp bắp à, bắp chuối không ai ra. Một trăm thứ than tan chi không ai quạt. Là tan tan không ai quạt. Một trăm thứ bạc bạc chi bên nọ mua. Một trăm thứ bạc bạc tinh bên nọ mua. Chỉ tại nam nhi đổi ở đường, gái bốn mùa mà tình ở sao. Chứ còn tình cái gì nữa, về với Bân đi. Này Bân ơi, em còn đổ Bân câu này nữa, Bân nghe cho rò nhá. Bân đang nghe đây. Ai thấy của chúa cũng thèm. Anh đổi thế này nha. Người ơi, em như quả khế tết chúa. Em cho anh nổi lấy mà em bạn anh không muốn. Cho vì tâm cố anh hẳn nơ dài. Hẳn thấy của chúa một câu cuối cùng nữa, nếu Bân mà đổ được thì em theo Bân về luôn. Nhớ nhá. Ừ. Bân nghe cho rõ nhá. Bân đang nghe đây. Rồi à? Đúc cho màu. Vô lý. Thôi anh Bần, thôi rồi. Tôi chào anh Bần, tôi về nha. Chết, khoan em ơi. Chớ vội mà bực ngỡ mình. Chứ vì em đẹp, rồi vì em mơ xinh anh dồn. Hết rồi vì thân nỡ kinh nên thân hôn. Rồi vì thân nỡ tình dơ mong. Em rồi vì mình ngơ tình anh mang dài, rồi vì phần nỡ mình. Nếu anh sơ rồi mà lặng ngơ thính thì tang tình là anh đang bị lủng tùng. Tang tình là anh đang bị lủng tùng. Tùng gì mà tùng mai rồi Bân? À, Bân nghĩ ra rồi. Có phải đưa cho Bân một nắm một ráp phải không? Ừ. Đúng nơi muốn cho mọc. Theo Bân về luôn. Thì theo Bân về luôn à? Rồi tin nơi mô mà nắng không khô, mưa không ướt nơ đường. Đứa Bân đúng đúng vô hắn mà mơ liền. Có chi mô bà Bân Bân ơi là Bân Bân ơi. Bân Bân ơi là Bân Bân ơi.